bắt đầu lan trên sân Sona. Các chiến binh của Thụy Điển bắt đầu nhập cuộc đầy tự tin. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về các vị khách. Ngay ở phút thứ 15, trung vệ Bruno Alves có pha bật cao đánh đầu rất hiểm hóc, nhưng với phản xạ tuyệt vời của thủ môn Isaacson, ván thua đã không đến quá sớm với đội chủ nhà. Bologna đã chọn đấu pháp thi đấu cực kỳ khôn ngoan, chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công nhanh và nhường quyền kiểm soát thế trận dành cho phía đội chủ nhà. Thế nhưng các học trò của huấn luyện viên Paolo Beto đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra. Tuyến giữa của họ còn lùi sâu, tích cực hỗ trợ che chắn cho hàng thủ. Còn hàng tiền vệ với Moutinho có khả năng cung cấp đạn dược dành cho các tiền đạo cực kỳ phong phú. Phút thứ 33, CR7 có cơ hội đầu tiên để dứt điểm từ cú đá phạt góc. Anh bật cao lên đánh đầu. Lần này thì hàng phòng ngự của Thụy Điển đã cảnh giác hơn rất nhiều khi có tới hai cái bóng áo vàng cao to nhảy lên kèm. Bóng từ đầu của Rondo bay hết được biên ngang. Không lâu sau, pháo này tiền đạo sinh năm 1985 tung ra một cú sút ở ngay ngoài vòng 16m50 nhưng khá nhẹ. Thủ môn Isaacson đã tóm gọn trái bóng. Huấn luyện viên Paolo Beto cho ngôi sao sáng nhất của mình là Ronaldo đã tương đối linh hoạt. Anh thoát ẩn thoát hiện ở hai bên cánh. Lần này anh lại đột nhập vào vòng cấm từ đường căng ngang bên phía cánh phải. Ronaldo di chuyển cực kỳ khôn ngoan để tung ra một cú sút một chạm. Chỉ có điều bóng đã vọt xa trong gang thấp. Ronaldo tức giận đập tay xuống đất vì cơ hội vừa bị bỏ qua. Có các cầu thủ Thụy Điển cảm thấy ớn lạnh. Khoảnh khắc ấy họ đã rất gần với bàn thua và mối nguy hiểm về CR7 thì cứ tăng dần theo từng phút. Bóng lại đến chân Ronaldo nhưng pha tạt bóng quá ngon ăn của anh lại bị Almeida vứt đi bởi pha đánh đầu quá ẩu của mình. Cho đến khi kết thúc hiệp 1, người Thụy Điển cứ sống trong tâm trạng âu lo như vậy. Nắm chiếc băng đội trưởng trên bắp tay, Ibra lại tỏ ra quá mờ nhạt. Mãi đến gần cuối hiệp thì anh mới đặt dấu ấn của mình với một tình huống làm tường cho đồng đội bằng lấy dứt điểm. Sau đó là một cú volley vội vàng ngay trước khung thành. Tất nhiên bóng bay vọt lên trời. Nếu cứ giữ nguyên tỷ số như vậy đến hết giờ, Thụy Điển sẽ bị loại khỏi World Cup lần thứ hai liên tiếp. Ibra khẳng định giải đấu này cần có anh mới trở nên thú vị. Sau anh hiểu mình phải làm nhiều điều hơn nữa để chứng minh điều ấy. Hiệp 2 mở ra cũng là lúc Ibra bắt đầu nóng máy, sử dụng thân hình khủng bố của mình. Tiền đạo sinh năm 1981 đe mắt một hậu vệ của Bồ Đào Nha trước khi chuyền vào trong cho Larsson. Tuy nhiên cầu thủ này khiến cả sân vận động ôm đầu tiếc nuối bằng một pha hỏng ăn khó tin. Khi Thụy Điển còn chưa kịp tiếc nuối hết với pha bóng đó, họ bất ngờ nhận thấy bóng nằm gọn trong lưới nhà sau tình huống phản công nhanh như điện của Bồ Đào Nha. Chỉ 2 phút sau pha áo thành của Thụy Điển, Moutinho tung ra một đường chuyền sắc như dao cạo. Bóng đến chân Ronaldo sau một pha chạy chỗ thông minh và đó là lúc tất cả hiểu bàn thắng sẽ đến. Một cú sút bằng chân trái hiểm hóc không cho Isaacson một cơ hội nào để cản phá. Các cầu thủ áo vàng chết lặng với pha bóng ấy. Một bàn thua trên sân nhà đồng nghĩa với việc họ sẽ phải ghi đến tận 3 bàn thắng nữa. Dù vậy, đội quân của Erik Sandgren đã không đầu hàng. Chính xác hơn, Ibra đã bùng nổ ngoạn mục để thắp lại những hy vọng cho đội chủ nhà. Phút 68, bất chấp việc bị Bruno Alves túa máu, Ibra bằng sức mạnh thể chất phi thường vẫn có thể thực hiện cú đánh đầu trong pha đá phạt góc của Castro. Cân bằng tỷ số 1 đều của trận lượt về, bàn thắng ấy thắp lên hy vọng cho người Thụy Điển và họ không phải chờ quá lâu để một lần nữa vỡ hòa trong niềm vui ăn mừng. Còn anh khác ngoài Ibrahimovic, một cú sút phạt mạnh như tên bắn và xuyên thủng hàng rào của Bồ Đào Nha, lưới của thủ môn Rui Patricio rung lên lần nữa. Bây giờ chỉ còn một bàn thắng nữa thì Thụy Điển mới là những người đến Brazil. Ibra luôn tự nhận mình là chúa trời, nhưng ngày hôm ấy trên sân vận động Sona có một vị chúa khác đã xuất hiện, đó là Cristiano Ronaldo. Lại là một pha phản công thần tốc của Bồ Đào Nha. Hugo Almeida chuyền bóng, Ronaldo thoát xuống, anh khống chế bóng về kỹ thuật bằng đùi trước khi tung ra một cú sút quyết đoán. Bóng găm thẳng vào góc xa dành trong sự tuyệt vọng của hàng thủ Thụy Điển. Cả hai bàn thắng của CR7 đều được ghi bằng cánh chân trái, vốn không phải là chân thuận của anh. Vậy nhưng Ronaldo đều thực hiện một cách dễ dàng với sự chính xác như được lập trình bởi máy tính. Khi các khán đài của sân vận động Sona còn chưa kịp vơi bớt nỗi buồn sau màn thua thì họ lại tiếp tục nhận thêm một nỗi đau. Cơn ác mộng mang tên Ronaldo vẫn chưa dừng lại, tiếp tục là một pha phản công. Lần này còn ấn tượng hơn, Ronaldo chạy vượt qua thủ đối phương lẫn cả thủ môn Isaacson trước khi hoàn tất cú hat-trick thần sầu bằng chân phải. Thụy Điển suy sụp hẳn, họ hiểu rằng mình phải nhường tấm vé tới Brazil cho đội bóng xứng đáng hơn. Sự thú vị còn được đẩy lên đến đỉnh điểm khi chính Ibrahimovic, con người cả một đời cao ngạo, đã phải vỗ tay thể hiện sự nể phục người đàn em. Khi báo chí nhắc đến chi tiết này, mặc dù Ibra ra sức phủ nhận, nhưng anh vẫn phải dành những lời khen cho CR7. Anh ấy rõ ràng là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng chúng tôi không cho anh ấy nhiều không gian. Chẳng ai mạnh bằng anh ấy trong những pha phản công. Trận đấu này một lần nữa cho thấy những phẩm chất tốt đẹp của Ronaldo. Trận đấu này Ibra đã chơi xuất sắc. Bất chấp các đồng đội thua xa về đẳng cấp, anh vẫn tự mình mang về hai bàn thắng để cứu lấy niềm tin cho cả dân tộc. Tuy nhiên,
Ronaldo thậm chí còn đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cả hai chữ xuất sắc. Nếu nhìn trong cả hai lượt trận đi và về, một mình cầu thủ sinh ra ở Malaga đã giúp tung lưới Thụy Điển đến 4 lần. Không có gì quá lời nếu nói, một mình CR7 đã hủy diệt đối thủ. Sau trận đấu, báo chí thế giới bắt đầu có góc nghĩ về những từ ngữ tráng lệ nhất để khen tặng cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Từ Italia, nhật báo Canesta, Dello Sport làm phép so sánh sâu diễn của Ronaldo hat-trick tại Thụy Điển. Ibra lập cú đúp nhưng không đủ. Trên đất Tây Ban Nha, tờ Marca không ngại dùng mỹ từ Thánh Ronaldo. Chứng kiến màn trình diễn tưng bừng của CR7, Sepp Blatter, chủ tịch đương thời của FIFA khi đó, cũng phải có những lời chúc mừng trên Twitter. Chúc mừng Bồ Đào Nha, tuyệt vời Ronaldo. Mà chuyện Blatter không ưa Ronaldo thì ai cũng rõ như ban ngày. Thậm chí vị quan chức này còn từng bắt máy cầu thủ sinh năm 1985 là một người thích chỉ đạo trên sân bóng, trong khi Messi thì hiền lành hơn nhiều. Cuối cùng chính Blatter năm ấy đã phải mở rộng thời hạn bầu chọn của ông qua. Chính chiến thắng kinh điển trước Thụy Điển đã mang về cho anh những lá phiếu để giành chiến thắng trước Messi và Ribery. Danh hiệu của bóng vàng 2013 cũng đánh dấu sự trở lại của Ronaldo sau 4 năm liên tiếp núp bóng tại thị tình Messi. Và sau khi bị dẫn với tỷ số 4-1 bằng nghị lực phi thường của mình, anh đã cân bằng tỷ số của bóng vàng 5 đều với Messi. Tất cả đều đến từ đêm sôn ào huyền thoại trước Thụy Điển.